À, ok, chào bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì dạo này cũng có khá nhiều em có hỏi mình về cái cách úp đệ tử hay là làm thế nào để úp đệ tử nhanh và hiệu quả nhất ấy. Thôi ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho em những cái cách úp đệ tử của mình. Thì hiện tại là đệ tử của mình là 66 triệu sức mạnh rồi. Và nếu mà để úp đệ tử muốn treo ấy thì em phải có phiên bản của Quad VIP, hay nói thẳng ra là phiên bản hack ấy. Ok. Thì đầu tiên là mình sẽ chắc mở mở khóa đây này. Mình sẽ nhảy lên 2 bậc nhá. Bởi vì là mình không có cái trang vô hình mà. Nếu mà không có cái trang vô hình mình đứng bên dưới thì quái nó đập cho mình sấp mặt đấy. Ok, tắt cái bảng này đi đã. Nói chung mình nhảy lên 2 bậc. Xong rồi cho đệ tử tấn công. Đó. Mình sẽ để auto buff động là bao nhiêu ta? Để buff cho thời gian nhé. Nhưng mà mình dùng động 8 thì mình sẽ để auto buff động là 280 giây thôi. Đây. Như này là vừa đấy. Đó. Xong rồi mình cứ đứng đây để mà treo thôi. Hiện tại là mình đang có bùa đệ tử 1 tháng nhá. Có bùa đệ tử 1 tháng thì mình treo rất là dễ. Vì nếu mà không có bùa đệ tử ấy thì thỉnh thoảng nó sẽ bảo là sát xuất vụ không đánh đi, và như thế là mình vẫn sẽ rất là khó treo. Nên là mình đã có bùa đệ tử 1 tháng rồi. Còn đồ thì về sư phụ chắc không cần gì nhiều đâu. Vì là nếu có cái trang vô hình thì càng tốt. Còn không có thì cũng chả sao. Mình sẽ bay lên 2 bậc. Ok. Còn đệ tử thì em, nếu mà có cái trang Dracura ấy thì em phải có, nên có một set sức đánh hoặc là một set sức mạnh tiềm năng. Chung là hai cái đấy là anh có thể chọn một trong hai. Còn theo mình ý, thì em nên mua một set sức đánh. Vì set sức đánh thì nó sẽ giúp anh tăng sức đánh mà. Còn cái trang Dracura nó sẽ hút máu theo 50% máu của 50% sát thương của anh em. Nếu bình thường đi úp thì nhiều lúc gặp siêu quái. Nếu mà có cái trang Dracura cộng set sức đánh thì em trụ lại rất là dễ. Còn không có thì anh không có cái trang Dracura thì em có thể dùng cái trang tấn công 24% sức đánh khi đánh quái này. Android 13. Và tất nhiên là một set hút rồi. Một set hút là không thể thiếu được rồi. Bởi vì là càng lên cao quái nó càng mạnh ấy. Nhưng mà nếu mà không có set hút máu thì em không thể trụ lại được đâu. Còn Zada thì mình dùng Zada hút ra sức sức đánh. Còn găng thì găng shop thôi. Ok. Set của mình set 45% nhá. Thì đây là cái cách phối đồ của mình khi mà không có cái trang Dracula. Hoặc nếu em có điều kiện hơn thì em có thể mua đấm Dragon, chưa đấm lên cấp 7 cũng được. Còn mình nghĩ là không nên đâu, bởi vì chưa đấm về sau này cũng chả có giá trị gì nhiều. Ok. Đậu thì mình chuẩn bị rất là nhiều rồi. Mình sẽ bay qua thành phố Veta nhé. Chung là những cái thời điểm đông người ấy, như kiểu giữa trưa hoặc là chiều tối về ấy, đông người thì em nên qua chỗ thành phố Veta. Nói chung đệ tử đủ mạnh rồi thì em có thể qua thành phố Veta cho đập con Akuma này này. Đấy. Đệ tử bảo vệ. Mình sẽ đổi qua khu ít người nhé. Nhưng mình toàn đứng đây để mình treo thôi. Cứ thế cho nó đấm. Này thì mình không không phải bay lên trên nữa. Đó, cứ để thế cho đấm thôi. Và tắt màn hình vứt đấy. Thì động. Đậu thì anh em phải chuyển rất, phải cần rất nhiều. Anh có thể xin của anh trong bang chẳng hạn. Hoặc là anh em có thể mua chỗ ký gửi. Chỗ ký gửi thì hình như là 99 động 8 là, hình như 99 động 8 là 20 triệu thì phải. Mình cũng chả rõ nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi mua ít vàng nhé. Để mình thử đi mua đậu cho anh em xem. Ok thì mình sẽ lên vàng tự động.com. Em ghi là vàng tự động.com. Thì đây là một cái web bán vàng tự động 100% luôn. Em ghi là vàng tự động.com là nó sẽ ra. Còn cái cách đăng ký tài khoản thì em soạn DV, cách VTD, cách DK, gửi cách tài khoản gửi 8085. Thì trước thì mình cũng có từng chia sẻ tài khoản cho em rồi, mà chẳng biết cái thằng bỏ mẹ nào nó nhảy mất tài khoản mình ấy. Mà tất nhiên thì nếu mà nó lấy mất tài khoản mình thì mình vẫn có thể lấy lại được thôi. Bởi vì là mình giữ sim đăng ký mà. Ok, tài khoản mình để mình từ từ. Đây, tài khoản đảo quân 1 này. Để mình mở phần tin nhắn lên đã. Cho anh em xem tài khoản mình. Đây. Tài khoản của mình là đảo quân 1 này. Mật khẩu là 18659724. Đây là mình chia sẻ cho anh em thôi. Anh em nào chưa có tài khoản mua vàng thì em có thể dùng tài khoản của mình cũng được. Bởi vì là tài khoản này cũng nó cũng chả có giá trị gì nhiều ấy. Nó cũng chỉ là một cái tài khoản để mua vàng thôi. Nhưng là mình cũng rất mong em là có thể cho mọi người dùng chung, không nên đổi mật khẩu. Ok. Và phần mua vàng chỗ này này. Đây. Nhân vật Izelia Kid thì đúng không? Cái tên nhân vật anh em ghi tuyệt đối chính xác nhé. Không ghi sai là không được đâu. Ok chưa ta?
Đậu phộng. Nigeria Kid. Đây, tên nhân vật là phải ghi tuyệt đối chính xác. Còn trường hợp ghi sai tên nhân vật thì em có thể là liên hệ với, đây, liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc số điện thoại là 0962 980 599. Còn giá vàng của tất cả các server là X1050, còn riêng server 7 là X200. Ok, trên kia có cách để đăng ký tài khoản đấy, anh có thể lên đây tham khảo cũng được. Còn những dịch vụ nó sẽ thống kê ra ở đây. Ok, mình sẽ đi lập xe đi rồi đó. Ok, từ từ copy này vào này. Đó, thẻ gì ra? Thẻ này, à đúng rồi, thẻ Vina. Nhìn cái kiểu này là mình đoán là Vina. Nãy mình mua, mình cũng chả nhớ là mình mua cái thẻ gì nữa. Ok, cái này thì em có thể là để mọi người dùng chung. Cái tài khoản này cũng nó cũng chả có giá trị gì nhiều đâu. Ok, mà không phải không có giá trị gì nhiều mà là nó không có một cái giá trị gì luôn ấy, chỉ để đi mua vàng. Ok, tên giao dịch thành công, nó sẽ báo là thẻ Vinaphone đúng mệnh giá 20k và nó sẽ nhắn địa điểm giao dịch đây này, địa điểm 6 sao nhân vật 6v8 trung vách núi Kakarot khu 60. Ok, đây là lịch sử giao dịch này. Kệ đi, cái lịch sử giao dịch đấy chắc mình không quan tâm làm gì. Bay về vách núi Kakarot đấy. Trên địa điểm mặc định của nó là vách núi Kakarot khu 60 mà, nên là mình cứ qua khu 60 đi. Cái gì đây ra? Nhưng mà đi mua vàng xong thì em có thể đi mua đậu ở chỗ ký gửi ấy. Chỗ ký gửi thì nhiều thanh niên nó đi cướp ngọc dòng 6, nó cướp ngọc dòng 3 sao đen ấy, xong nó có đậu xong nó bán đấy. À nhầm. Đây. Đó, nó khóa rất là nhanh luôn. Cái này là hệ thống khóa nha, chứ không phải là có người đứng canh giao dịch đấy đâu. Tất nhiên là cũng chả có ai đứng rảnh để mà canh cả ngày đấy được. Bình thường nếu mà mình mua đậu thì mình mất tầm 99 viên đậu 6, mình chỉ mất có 2-3 triệu, tầm 2-3 triệu, 23-26 triệu, mình chẳng trả rõ nữa. Nhưng mà cái này là mình chỉ giới thiệu cho em thôi. Em có cần mua đậu thì anh em có thể là làm theo cách của mình, hoặc là anh em có thể dùng cách khác. Cũng có rất nhiều cách để kiếm đậu mà. Anh có thể xin của những người cùng bang, hoặc là đi mua vàng chỗ khác cũng được, không quan trọng chỗ đấy. Ui, thấy anh tìm bán đắt ý. Đậu 8 đâu ta? Đậu phộng 10, đậu 8 nó bán 50 triệu thôi, em xin thua luôn. Hello. Toàn capsule kỳ bí. Ở đây đây, đậu 6 16 triệu. Đậu 7 23 triệu. Đây. À mình 99 đậu 7 rồi, chắc mình không mua đậu 7 đâu. Đến đậu 8. Ok đi. Nhưng anh em có thể mua đậu bằng cách như thế. Nói chung là tiện thể là mình muốn giới thiệu cho em về cái web vàng tự động thôi. Em nào có cần thanh lý vàng hay là thanh lý nick hay gì đó thì em có thể là liên hệ với chủ shop qua số điện thoại này này. Đây. Số điện thoại này là số điện thoại của chủ shop nhé. Thôi thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng đây. Anh em xem nếu thấy hay thì nhớ bỏ ra vài giây để bấm nút đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất.